giáo viên mà rỗ. Nhìn được vậy. Vừa vừa chị ạ, được hai bên trước mắt á, hai bên thái dương á. Chứ một đống bao nhiêu.
kem trắng hả chị? Chị để em lượt em xuống đi, chắc bữa trước em cầm lộn lên. Bữa trước em để chị đi á, em không biết em lại xách lên. Đến đi bữa trước. Là nhiều lên luôn. Vấn đề sẵn một bịch đến rồi nè. Bữa trước con sách trong đây gì kìa. Em không biết em đã sách được lên đi. Thì bữa trước em nhận hắn để 50 hộp quá. Không phải, em tưởng là hắn quên đưa lên. Chắc nhà anh biết. Nỡ lòng nào biết à? Nhà lên là lên chết vì sách xuống hả nhà? Nhưng hãy có đây tưởng mấy con đã đai. Ủa nhà nó đang kem bỏ trống.
xếp ở đây hết đi, có 50 hộp chứ mấy. Xếp cái hàng lên giống như cái mụn á. Xếp ở dưới. Xếp dưới tầng 2 thì phải bỏ đón nóng lắm á. Chứ để đó nhiều hồi quá không biết là tưởng hết kem. Đâu nó có chắc là thay đổi đi kiện này đời này thành cháu mà hoặc là đời nha. Đâu anh hưởng đâu. Hả? Để uống thuốc mà đâu anh hưởng đâu. Chị uống thuốc à? Uống để uống thuốc. Một giờ thôi. Trễ. Uống để kịp một giờ uống thuốc lại. Mấy thuốc đi phải uống cỡ trưa đổ lại. Chứ không nhớ. Không tiêu hóa được á.
chưa lấy một bộ cho mỗi con đi. Giờ nhìn không thấy nó rồi, để tắt máy và lại thấy kiểu nó
cũng khó thấy ghê luôn. Khó thấy lắm chị. Thank you.